Xin chào các bạn sinh viên. Để chuẩn bị cho một kỳ thi kết thúc học phần thật tốt, Trung tâm Khảo thí xin gửi đến các bạn hướng dẫn dự thi cho kỳ thi kết thúc học phần sắp tới. Sau đây là những thông tin mấu chốt các bạn cần quan tâm nha. Chú ý theo dõi lịch thi cá nhân, đăng nhập vào trang thi trực tuyến, kích hoạt tài khoản và làm quen các thao tác dự thi. Tham gia phòng thi trực tuyến trên MS Teams, xem điểm và đăng ký dự thi lần 2. Nắm rõ các kênh hỗ trợ sinh viên để được giải đáp nhanh chóng. Đầu tiên, về cách xem lịch thi, sinh viên truy cập vào cổng thông tin đào tạo của trường tại địa chỉ trang web online.vnlu.edu.vn và đăng nhập theo hướng dẫn trên màn hình. Tên đăng nhập là mã số sinh viên, password mặc định là 8 ký tự ngày tháng năm sinh. Lưu ý, sinh viên cần đổi password trang online để bảo mật thông tin cá nhân nha. Sau đó, các bạn chọn xem lịch thi cá nhân ở thanh menu, chọn đúng năm học và học kỳ. Lịch thi đầy đủ thông tin bao gồm mã học phần, tên học phần, lần thi, ngày giờ thi, phòng thi, hình thức, thời gian và đường link dự thi ở cột ghi chú. Các bạn sinh viên nhớ theo dõi lịch thi của mình thường xuyên nha. Các thao tác trên trang thi. Trang thi trực tuyến của chúng ta có địa chỉ là cte1211.vnlu.edu.vn. Sinh viên sẽ đăng nhập vào trang thi với tên đăng nhập là tên, chấm, mã số sinh viên. Mật khẩu cũng là mật khẩu email Outlook của sinh viên. Lưu ý, sinh viên cần đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân nha. Các bạn cùng theo dõi hướng dẫn dự thi làm quen các thao tác trên trang thi nha. Kiểm tra đúng mã số sinh viên, họ tên, môn thi, phòng thi theo thông báo trên lịch thi. Các bạn cần đọc kỹ hướng dẫn và các lưu ý trước khi bắt đầu làm bài. Đối với hình thức thi trắc nghiệm, mỗi trang thi hiển thị tối đa 5 câu hỏi. Hệ thống thi không cho phép sinh viên quay lại trang thi trước đó, vì vậy các bạn cần hết sức lưu ý nha. Với hình thức thi tự luận, ưu tiên sinh viên đánh máy trực tiếp vào khung trả lời hoặc làm trên Word và copy nội dung vào khung trả lời. Tuyệt đối không dán ảnh vào khung làm bài các bạn nha. Sinh viên lưu ý, làm xong câu nào sẽ upload ngay câu đó, tránh trường hợp muộn thời gian làm bài được quy định. Khi gặp lỗi Network Connection, Auto Save Failed, sinh viên sao chép hết phần bài làm có trong khung, sau đó F5 refresh trang thi và dán nội dung hoặc đính kèm file vào lại trang thi nha. Với hình thức thi tiểu luận, các bạn theo dõi hướng dẫn đính kèm file trên màn hình. Sinh viên lưu ý chọn đúng file cần nộp, kiểm tra dung lượng và định dạng file cho phép. Sau đó submit, hoàn thành nộp bài, tránh để file ở dạng draft nha. Sau khi xem hết clip này, các bạn nhanh tay vào trang thi trực tuyến, kích hoạt tài khoản và tiến hành thi thử ngay nào. Tham gia phòng thi trực tuyến trên MS Teams đối với các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận, trắc nghiệm kết hợp tự luận, thuyết trình và vấn đáp. Trước giờ thi 30 phút, các bạn tham gia MS Teams vào đúng phòng thi được quy định. Sinh viên sẽ mở camera trong suốt quá trình dự thi, vì vậy nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, các bạn tương tác với cán bộ coi thi, thầy cô sẽ tiếp nhận và hỗ trợ ngay nha. Trên màn hình là một số lưu ý, các bạn theo dõi để nắm rõ quy định khi dự thi. Mở camera trong suốt quá trình dự thi, xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Trong quá trình dự thi, sinh viên cần được hỗ trợ, hãy tương tác với cán bộ coi thi qua meeting chat của phòng thi. Sinh viên không được phép rời khỏi chỗ ngồi và không tự tắt camera nha.
Trung tâm khảo thí cũng như thầy cô sẽ hỗ trợ sinh viên dự thi tốt nhất. Vì vậy, các bạn hãy chuẩn bị tham gia kỳ thi một cách nghiêm túc nha. Xem điểm thi. Sau khoảng thời gian dự thi vất vả, điều các bạn mong chờ nhất là kết quả dự thi đúng không nào? Trung tâm khảo thí sẽ cập nhật điểm thi tại trang online, mục kết quả học tập. Các bạn chọn đúng năm học, học kỳ và theo dõi điểm số các môn học của mình ở đây nhé. Sinh viên phản hồi vấn đề phúc tra phúc khảo thông qua QR code. Trung tâm khảo thí sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả đến sinh viên qua email Outlook. Dự thi lần 2 hoặc đăng ký thi cải thiện. Sinh viên có điểm tổng kết lần 1 không đạt, rớt sẽ tự động có trong danh sách thi lần 2 và có thể theo dõi lịch thi lần 2 trên trang online cá nhân các bạn nha. Đối với trường hợp đăng ký thi cải thiện, khi có điểm tổng kết thuộc trường hợp thi cải thiện, sinh viên theo dõi lịch thi lần 2 dự kiến và đăng ký dự thi cải thiện trên trang online. Sinh viên chọn mục đăng ký thi lần 2, bấm đăng ký theo hướng dẫn trên màn hình. Các bạn lưu ý theo dõi lịch thi thường xuyên để không bỏ lỡ môn thi nào nha. Kênh hỗ trợ sinh viên dự thi. Trung tâm khảo thí luôn thấu hiểu và đồng hành cùng các bạn sinh viên vượt qua giai đoạn này. Dưới đây là các kênh hỗ trợ khi gặp khó khăn các bạn nha. Các vấn đề về tài khoản thi, tài khoản email Outlook, sinh viên liên hệ phòng công nghệ thông tin thông qua MS Team, hỗ trợ avongvlu.edu.vn. Thắc mắc về lịch thi, các bạn email về phòng đào tạo thông qua hộp thư đào tạo a.vanlang.uni.edu.vn. Các thắc mắc về vấn đề dự thi trên trang thi và phòng thi trực tuyến, điểm thi, phúc tra, phúc khảo, liên hệ trung tâm khảo thí thông qua MS Team, hộp thư khảo thí a.vanlanguni.edu.vn. Nếu sinh viên cần hỗ trợ thao tác trên thiết bị điện tử cá nhân từ xa, vui lòng cài đặt AnyDesk để cán bộ kỹ thuật điều khiển từ xa. Trung tâm khảo thí mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên trong quá trình dự thi. Các bạn chuẩn bị kế hoạch ôn thi thật tốt nha. Cố lên sinh viên Văn Lang.